Xin chào thầy và các bạn. Thì hôm nay nhóm chúng mình là nhóm 10, gồm 3 thành viên là mình là Lê Văn Đức, bạn Phạm Thị Thu Hoài và bạn Nguyễn Văn Khá sẽ thuyết trình về đề tài Android cuối kỳ. Thì đề tài của chúng mình là điều khiển thiết bị qua Wi-Fi, sử dụng module Wi-Fi là ESP32. Thì phần đầu tiên là phần giới thiệu tổng quan về đề tài, sẽ do bạn Hoài trình bày. Xin chào thầy, em tên là Hoài, sau đó em sẽ thuyết trình phần lý thuyết đầu tiên. Đề tài của em là điều khiển thiết bị qua Wi-Fi và cụ thể là điều khiển bằng ESP32 thông qua FirePlay. Ứng dụng của đề tài này là điều khiển các thiết bị gia dụng qua Wi-Fi, và em sẽ nói phần lý thuyết, còn phần cứng, phần mềm sẽ do bạn Khá và bạn Đức thuyết trình. Đầu tiên, điều khiển thiết bị qua Wi-Fi Internet là gì? Điều khiển thiết bị qua Internet Wi-Fi là việc điều khiển các hoạt động của các thiết bị thông qua mạng Internet, có thể sử dụng điện thoại, iPad, máy tính, v.v. Theo giới thiệu về ESP32 là có kết nối sẵn Wi-Fi, chuẩn Wi-Fi Direct P2P, giao tiếp qua UART và phương thức giao tiếp là SPI. Tiếp theo là FirePlay. FirePlay là một nền tảng cho Google phát triển để tạo các ứng dụng web và di động, là dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây, kèm theo đó là hệ thống máy chủ cực kỳ mạnh mẽ của Google. Chức năng chính là giúp những người dùng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Và tiếp theo là FirePlay Real-Time Database. Khi đăng ký một tài khoản trên FirePlay để tạo ứng dụng, bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu thời gian thực. Dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ hóa theo thời gian thực với mỗi clean được kết nối. Tất cả các clean của bạn chia sẻ dữ liệu và tự động cập nhật các thay đổi với dữ liệu mới nhất. Em xin kết thúc phần trình bày em. Tiếp theo là đến phần của bạn Khá. Bật mic thôi. Thì sau đây thì mình sẽ quay lại trình bày cho các bạn về cái phần code Arduino ha. Thì đầu tiên á, thì khi mà vào chương trình này thì chúng ta sẽ thêm vào cái thư viện của Wi-Fi vào. Và tiếp theo là thư viện của FirePlay ESP32 ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục là sẽ define ba cái chân mà chúng ta đã dùng để điều khiển, đó chính là chân led 1, led 2 và led 3. Và cái chân này là chân 2, chân 4, chân 5 ha. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái đọc các cái thông tin của cái coi như là của cái Wi-Fi. Thì đầu tiên á, cái Wi-Fi thì tên Wi-Fi thì là SSID, thì mình sẽ có tên Wi-Fi của mình ở đây là sẽ là phòng chính ha. Và password ở đây sẽ là Đức Lộc Tuấn. Và FirePlay host và là đây, và FirePlay host. Tiếp theo là mình sẽ tiếp tục đến với cái bước là khai báo các cái biến của FirePlay. Là tiếp theo là mình sẽ khai báo một cái biến để sử dụng, đó là biến FBDO. Và ba cái chuỗi là chuỗi string là DIV1 và DIV2 và DIV3. Thì ba cái biến này á thì mình sẽ sử dụng để điều khiển cho ba cái thiết bị là như mình vừa nói. Thì đối với phần mà cái phần setup thì đầu tiên á thì vào á, thì mình sẽ setup cái phần địa chơi, cái phần tốc độ của tốc độ bao ha. Thì đầu tiên là cái dòng đầu tiên serial begin 115.200, đó là tốc độ bao. Tiếp theo là mình sẽ setup lại cái địa chỉ và in ra cái dòng connecting to Wi-Fi. Nếu như mà có cái địa chỉ này, nếu như mà check xem con nó có tín hiệu kết nối chưa, nếu mà chưa có thì nó sẽ in ra cái dấu là chấm 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 và delay 300 mili. Và tiếp theo là sẽ là in xuống dòng, nếu mà cái vòng lặp mà nó kết thúc thì nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp ha. Nó có tín hiệu thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp và nó sẽ bắt đầu là nó xuống dòng, nó in ra cái dòng là connected to with IP. Và tiếp theo là sẽ là cái dòng tiếp theo là xuất ra cái địa chỉ IP, đây là cái dòng để xuất ra địa chỉ IP ha. Và mình xuống dòng, mình sẽ in ra các cái bin mode, xuất ra các cái bin mode là led 1, led 2, led 3. Và đối với tiếp theo thì mình sẽ coi như là mình sẽ kết nối với FirePlay. Đây, cái dòng này là dòng để kết nối FirePlay. Nếu như mà có tín hiệu thì bắt đầu là nó sẽ đi vào cái vòng, chúng ta sẽ đối với cái chương trình check xem có tín hiệu chưa,
và đối với vòng lập lock thì đầu tiên thì đối với ba cái device này thì nó đều sẽ như nhau, cho nên thì mình sẽ trình bày về một cái device thôi ha. Đối với device thứ nhất á, thì mình cũng là sẽ đọc cái địa chỉ firebase get string control device 1. Nếu như mà nó có cái tín hiệu từ coi như là từ firebase mà mình get đọc được cái dữ liệu thì nó sẽ in ra cái dòng là data đọc được, tức là đã đọc được dữ liệu. Và cái dòng tiếp theo là xuống dòng và chúng ta sẽ gán cho cái đơn cái device 1 cho cái biến FBDO string data. Và tiếp theo sẽ in ra tới phần mà chúng ta sẽ điều khiển. Thì đối với phần điều khiển thì chúng ta sẽ in ra dòng data điều khiển. Và đối với biến, nếu như mà biến DV1 á, mà hiện tại mà nếu như mà nó bằng 1, lúc này bằng 1 thì nó sẽ in ra cái dòng là xuống dòng và in ra dòng là DV1 Ion, tức là cái thiết bị 1 đã được mở và xúc cái led lên mức 2, tức là bật cái led lên. Tiếp theo nếu như mà device mà cái biến DV1 này là ở mức 0 thì cái tương tự thì nó sẽ xuống dòng và nó sẽ xúc ra cái dòng là DV1 là IOP. Và cái viết ra cái chân là chân led 1 là lao, tức là tắt cái led đi. Thì về cái device L và device 2 và device 3 thì ba cái device này nó cũng tương tự như nhau, cho nên thì mình chỉ cần trình bày một cái phần device thôi. Thì đó là cái phần giải thích về phần code Arduino của mình thôi. Thì nếu như mà không có vấn đề gì thì mình xin chuyển tới phần trình bày tiếp theo của bạn Đức ha. Thì tiếp theo thì mình sẽ xin phép được trình bày về phần code của Android. Thì đi vào code của Android thì đây là phần giao diện và phần code của nó. Thì trước tiên đi vào phần layout á, phần giao diện của nó á, thì đây mình sử dụng cái text view để hiển thị cái group 10 là tên nhóm của chúng mình. Tiếp theo là sử dụng ba cái image tượng trưng cho ba cái thiết bị trong nhà, đó là bóng đèn, quạt và máy lạnh. Và sử dụng những cái nút nhấn button này để thực hiện các tác vụ xử lý là bật và tắt bóng đèn. Thì đến phần code chính của nó thì đây. Thì phần này, đây là code của chương trình bọn mình. Đây là phần ban đầu đi vào, mình sẽ khai báo tất cả các nút nhấn là gồm 6 nút nhấn. Và tiếp theo là mình sẽ tạo cái địa chỉ của Firebase. Mình sẽ tìm đến địa chỉ của Firebase. Tiếp theo đó là mình sẽ ở trong địa chỉ Firebase á, mình sẽ tạo một cái tên, đó là nhóm 10. Và sau đó ở phần code dưới này thì ở cái hàm này nó có nghĩa là khi mình mà click vào cái nút off á thì cái thì nó sẽ cập nhật cái dữ liệu ở trong cái my rep queue này là cái dữ liệu con ở trong cái dữ liệu trên Firebase là cái nhóm 10, đó là của thằng device 1. Mà khi mình nhấn off á thì device 1 này nó sẽ trả về giá trị là 0. Còn mà khi nhấn on á thì cái thiết bị này nó sẽ có giá trị là 1. Tương tự với các thiết bị 2 và thiết bị 3. Và sau cùng là mình sẽ phải ánh xạ các nút nhấn mà mình đã sử dụng, ánh xạ 6 nút nhấn này. Và sau đây mình sẽ demo cái sản phẩm mà nhóm chúng mình đã làm. Đây là sơ đồ kết nối phần cứng. Thì chúng mình sử dụng 3 con relay thay cho 3 thiết bị trong nhà. Đây là 3 con relay mình tác động cạnh mức thấp. Và đây mình sử dụng con module wifi là ESP32. Thì đây là video mạch mình hoạt động. Đây các bạn có thể thấy là khi nhấn off thì những cái relay này sẽ đóng và đèn sẽ tắt. Và khi nhấn on thì các relay này sẽ mở và đèn sẽ sáng. Thì đó là đề tài của nhóm chúng mình. Thì phần trình bày của nhóm chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.